Nhóm của Zoro và Chopper chưa đi được bao xa thì King đã đuổi tới. Tình thế đang rất căng thẳng. Sanji chạy tới giúp nhưng lại bị tên khủng long chặn lại. Phía này King ra đòn tấn công nhưng rất may mà vào cò. Đã tới kịp, cậu ấy vẫn còn rất mạnh. Cho dù đã chạm tới giới hạn, tên khủng long và Sanji cũng đã ở đây. Hai tên đó chuẩn bị đánh nhưng Magakor lại xin được dừng vì đã thỏa mãn. Các lớp băng bắt đầu bong ra, Zoro từ từ đứng dậy với một cơ thể phát sáng. Anh lao tới chém bay đòn bắn của tên khủng long. Zoro cùng Sanji cùng một lúc lao tới một đòn đánh bay King và tên khủng long. Mọi người đều vui mừng hò reo, còn hai anh thì lại lao vào cãi nhau. Có vẻ như hai tên đó vẫn chưa hề hấn gì. Hai anh trai đã nghiêm túc lại, nếu hai người thắng trận này thì có thể nhìn thấy Luffy trở thành vua hải tặc. Một tên cầm súng chưa kịp bóp cò thì đã bị chém bay màu. Tất cả kẻ địch và đồng minh đều tránh xa cuộc chiến của họ. Mazo còn nhìn King và nhớ lại khoảng khắc ngồi nói chuyện với Dâu Trắng. Rất lâu trước khi chưa có mà gì do nghe nói rằng trên đó là vùng đất của thần linh. Rất lâu trước đây trên đỉnh bức tường đỏ. Mãi như tí nữa là ăn đạn, may ra được Izetsu cứu kịp thời. Sau vài lời giới thiệu như siêu nhân Gao, tên khủng long bắt đầu tấn công. Sau khi Mark rescue lần thứ 3 thì cơ thể Sanji có vẻ không ổn lắm. Tên King bất ngờ lao tới Sanji, tí thì hẹo may có anh đầu rơm lao tới đỡ giúp. Tên khủng long lại bắt đầu chém gió thêm vài câu với Sanji, cả hai lao vào đánh nhau. Đầu rơm và tên xác ướp đen cũng không kém. Thanh kiếm của tên King có thể mở ra những chiếc răng, hất bay kiếm của Zoro. Ánh mắt ta chạm nhau. Về thanh kiếm Enma, nó đã được Hizoji trao cho Zoro. Với điều kiện Zoro trao trả lại Husui cho Wano, tại cảng Tokage Luffy đã hồi phục. Momo cũng đã biến thành rồng và đang chờ cậu ấy. Tập 1046 tới đây thôi. Anh đăng ký kênh để đón xem tập tiếp theo nhé.